Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em về cũng khá là nhiều đồ bãi, anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người cho giúp em ha. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, anh em mình chuyển khoản em bao ship, ship code thì mọi người gửi thêm các phí vận chuyển giúp em ha. Rồi đầu tiên thì em Thắng sẽ vào cho mọi người mấy cái vò nước này, hiện tại thì cũng còn mấy vò anh em gần hết rồi. Đó, còn mấy vò thôi. Đầu tiên của mình là một con của hãng Kakudai nha. Đây. Cứ đây ha, về ngoại hình thì nước xi đồ còn khá là ngon nha mọi người. Những cái vò này nó là mình đồng thau nha. Nó là mình đồng thau nên là 500 nó không hết nha anh em. Đó, này. 500 đồ nó không có hết. Đó. Còn nếu mà bằng thép đồ này nọ thì nó hết nè, hết ngát này nha. Đó. Thép mà nó hết nè. Còn bằng đồng thau nên nó không có hết. Đó, mà bên ngoài lớp chrome niken nha. Hàng nói chung là hàng mình đồng nên là anh em mình yên tâm về chất lượng như về độ bền của nó ha. Hãng Kakudai hàng nội địa, đây logo của nó. Đó. Vò này thì có thể xoay được nha. Đó. Anh em thấy ha, có thể bẻ xoay được này. Thì vò này là vò hàng bãi, người ta đã có qua sử dụng nhưng mà còn khá là đẹp nha mọi người. Rồi rang bác vào tường của mình là rang 21 ha, rang thông dụng. Đó, một cái vò nước hàng Nhật bãi ha. Rang 21 ha. Rồi anh em nào thích cái vò nước này mọi người cho giúp em mã số là C1 ha. Rồi C1 vò này giá 350.000. Của hãng Kakudai nha. Đó, khoảng cái đây. Đây, mã số của mình là C1 ha, 350.000. Tiếp theo C2. C2 thì cái vỏ của xăng của Kakudai ha. Đây, của hãng Kakudai. Đó. Đây cũng vậy ha. Hai cái này giống nhau đều là răng 21 và thiết kế của mình là đều là cái vỏ xoay được hết ha. Đó, vỏ xoay được hết. Thì từ tâm này ra tới đầu vỏ là được 12 sen nha. Từ tâm ra tới đầu vỏ được 12 sen. Đó, bằng đồng thau ha. Đó, đây 500 không có hết nha anh em. Đó, 500 không có hết. Thì anh em là mình thích cái vò của hãng Kakudai này, của hãng xăng của hãng KVK này. Mọi người cho em mã số C2 nha, bằng đồng. C2 giá 350 ha. Đây, C2 350.000. Tiếp theo C3. C3 cũng vậy nha, đó, con này còn tem luôn nè. Đó. KVK ha. Đó, KVK. Đó, nên thấy ngoại hình được còn khá là mới nha mọi người. Đó, hàng bãi như thế nào rất là đẹp rồi. Đó, người ta xài qua rồi nhưng mà mình thấy không có bị trài xước cái nhiều đâu ha, còn khá là đẹp. Nước xi được còn sáng bóng ha. Đó, xoay này 360 độ này ha. Đó, nấm gạnh 83 ha. Vẹn khoa nước. Rồi. Đó, rang 21 ha. Chiều dài từ tâm này ra tới đầu này là được 12 sen. Con này cũng vậy nha, C3. 350.000 ha. C3 350.000, vỏ xoay ha. C4 thì mình qua cái vỏ dài hả? Một con vỏ dài của hãng Kakudai nữa nè. Đó, thấy không? Logo chữ K là Kakudai ha. Đây cũng xoay luôn nha anh em. Đó thì cái này thí dụ 100 không gian hiệp thì anh em mình có thể mình gạt qua. Còn khi dù mình xài mình bật ra sửa vướng này nọ thì mình gập ngăn qua này này ha. Đường đi đồ này nọ nó cũng thoải mái. Thì con này từ tâm này ra tới đầu vò là được 25 sen anh em, hơn một găng tay của em ha. Tâm ra tới đầu vò là 25 sen. Rồi về tình trạng nước xi đồ cũng còn khá là ngon nha. Đó anh em tham, không có bị tróc xi gì đâu anh em. Xi trắng non trắng nè. Bàn đồng thau này 500 không có hết. Đó. Rang của mình rang 21, rang thông dụng ha. Còn khá là đẹp. Rồi anh em thích cái vò dài này C4 giúp em nha. Rồi C4 ha, giá 400.000. Tiếp theo C5. Con này thì của thương hiệu hãng KVK nữa nè. Đó. Hai thương hiệu ha, KVK với sang ai. Đó. Ha, con này thì nước xi đồ anh em thấy cũng còn khá là đẹp. Đó. Vò dài đều như nhau hết ha. Đó. Chúng những con này là bằng đồng hết ha. Này. Bằng đồng hết, 500 không có hết. Đó. Đây có gạt lại này ha. Đó. Thì cũng tương tự ha, từ tâm mà ra tới đầu vò này là được 25 sen luôn. Rang 21 ha. C5. 400.000 ha. Đây. C5 400. Theo C6 thì em có một cái vò, vò này thì nó bác vào cái máy giặt nha. Đây. Anh em mình về mình lấy cụm của máy giặt mình gắn vào đây để mình xài. Đó, cái này cũng là bằng đồng ha. Này, 500 nó không có hết nha anh em. Đó. Này, 500 nó không có hết. Đó, ốc fit đủ bằng đồng hết. Và nó xi chrome niken ha. Đó, xi chrome niken. Nó còn như bằng thép đâu nào nó hết nè anh em nha. Này.
Đó, thép hết còn ra nắp bằng đồng ha, bằng đồng hết, ốc vít đủ bằng đồng luôn này. Không có chỗ nào hết hết ha. Đó. Đồng hết luôn. Đó. Và xi bên ngoài là xi chrome niken hết ha. Con này thì nó đến từ thương hiệu Sun Eye nha. Đó, thương hiệu Sun Eye. Đó, một cái vò để anh em mình bác vào máy giặt ha. Đó, vò để bác vào máy giặt. Rồi anh em thích cái vò nước bác máy giặt này mọi người cho giúp em C6. Rồi C6 con này giá 420 bằng đồng thau nha anh em. Bằng đồng thau. Này cũng nửa ký mất tiền. Nó nặng là nửa ký đồng rồi nè. Đó. Đây ha. C6 400. Tiếp theo C7. C7 thì có một cái vò mới này. Vò này thì anh em mình thích cái hàng phun hộp chưa xài thì con này của hãng MEM ha, giao dịch tiêu chuẩn nội địa Nhật cổ, làm theo dít B2061 ha. Thì loại này em cũng còn được 2 chiếc. Đó, thì anh em mình thích cái hàng nó nguyên zin mới chưa xài này thì mình chốt ha. Này, hàng chưa xài ha, mới nguyên zin. Đó, thì cái này cũng tương tự nha, nó từ tâm mà ra là được 25 sen luôn. Đó. Logo thương hiệu hãng MEM này giao dịch nội địa Nhật cổ. Ha. Mới tin luôn, rank 21 luôn nha anh em. Con này thì hàng còn phù hợp ha, hàng còn phù hợp rồi. À, con này thì mã số của mình là C7 giúp em nha. Rồi con này hàng là phù hợp giá 480. Này C7 ha. C7 480.000. Tiếp theo C8, C8 thì có mấy cây cưa này. Đầu tiên của mình là một cây cưa cán gỗ. Đó, còn tem còn đồ luôn nè anh em. Đó anh ha. Lưỡi nói chung là chưa có xài, lưỡi còn rất là bán nha. Gần như là chưa có xài nhưng mà để lâu ngày thì anh em mình thấy nó thép carbon nên là nó bị rỉ này, rỉ lên cái phần lưỡi thôi. Đó. Chứ còn lưỡi đâu gần như chưa có xài nha, rất là bán ha. Thì con này nó có chiều dài lưỡi mình đo được là 18 cm nha anh em. Đó, chiều dài lưỡi sử dụng của mình là 18 cm, loại cưa gấp ha. Đây, nhắn nè. Cưa gấp cán gỗ. Đó. Rồi, rang cỏ đồ còn khá là ngon ha. Anh em thích cây cưa gấp này mọi người cho giúp em mã số là C8 ha. Rồi C8 con này giá 130. Đó, gần như là chưa xài nha, lưỡi còn rất là bán. C8 130 ha. C9 thì cái này nó xài rồi nè. Đó. Nhưng mà còn rất là ngon nha, hãng Samurai này, con này anh em mua mới 700-800.000 một con á. Đây này lưỡi 2.4 ha. Đó, chân led này, 2.4 của hãng Samurai này, Japan này nè ha. Của Kanzawa Seki sản xuất. Này. Con này thì nó thiết kế theo cái lưỡi là cái lưỡi cong như thế này anh em. Cái lưỡi cong này thì để anh em mình có thể mình cưa những cây nó cây to đó, nó ôm vô nó cưa cho mau ha. Đó. Và nên em thấy rang cỏ rồi còn nguyên vẹn không có bị gãy cái rang nào hết ha. Đó, nói chung là đã có qua sử dụng rồi nha anh em. Anh em thấy không? Rang đã có qua sử dụng rồi. Nhưng mà tình trạng của mình thì xài còn khá là ổn. Rồi con này lưỡi 2.4 nha anh em. Đây, lưỡi dài là 25 cm. 24-25 sen ha. Rồi anh em nào thích cây cưa của hãng Samurai này mọi người cho giúp em mã số là C9 ha. C9 cây cưa này anh em thấy lưỡi nó còn đẹp còn tráng non à ha. Con này mã số của mình là C9 giá 170. Cái này thì thường thường nó sẽ có cái hộp vỏ nha, nhưng mà cái này thì thằng bảy nó rớt mất cái hộp vỏ ký không ra nè. C9 ha, 170. Theo C10 cũng có một con lưỡi cong nữa. Đó, con này thì của thằng Suki này, Zubat. Đó, anh em mình thấy cái dòng cưa này rất là mắc tiền nha. Suki Zubat này, rang của mình rang đấy ha, nó cũng không có bị mẻ rang nào nhưng mà cũng đã có qua xài rồi nha anh em. Đó, anh em thấy rang cỏ rồi còn khá là nhọn, đã có qua sử dụng. Đây, dòng này Suki Zubat ha. Nếu mà lâu ngày thì anh em mình thì về chủ lại. Nói chung về cái này thì anh em mình cắt còn rất là ngon ha. Sờ vào còn rất là nhám. Này, lưỡi dài 2.7 lần nha. Đó, Suki Zubat 2.7. Đó. Ha. Hàng của Suki thì nói chung là rất là mắc tiền rồi. Ở chỗ này thì nó cũng anh em thấy không? Cái phần lưỡi thì anh em thấy nó có đang đang ha, do để bãi lâu ngày thì đánh ra thôi. Đây dài 27 cm ha. Rồi anh em thích cái con cưa Suki Zubat này ha. Đó, hàng của Suki ha. Mọi người cho giúp em mã số là C10. C10 rồi. Con này là C10 ha. Rồi cái cưa Suki Zubat này giá 180 ha. Đó, Suki Zubat giá 180.000. C10. Đó, C11. C11 thì con này cũng vậy nha. Đó. Con này thì nó có hộp nhưng cái hộp của mình nó cũng bị bể rồi nè. Đó, nhưng mà anh em mình dùng được. Đó, con này thì lưỡi 2.4 ha. 2.4.
Đó, con này thì cái rang của mình cũng vậy nha, nó người ta cũng có xài lướt rồi đó, đẹp không, cũng có xài rồi ha. Đó, lưỡi ngắn hơn tí, lưỡi 2.4 ha. Đó, đây dài 24 cm ha, còn con nãy là con 2.7. Con này thì nó có cái vỏ, nhưng mà cái vỏ của mình nó ấy ha, những cái dòng cưa này anh em thấy là nó có cái hình cung như thế này này đó, nên mình cưa rất là nhanh ha. Đó, cưa những cây bự á, thân nó ôm cưa rất là nhanh. Đó, rồi con này giá 180 luôn ha, của hàng Suki luôn, mã số của mình là C11, 180.000. Những con nào mà anh em mua mới nó rất là cao ha, mua mới giá nó cao lắm. C11 180. C12 thì một con Suki Noko này, con này thì rất là xịn rồi, giá mới của mình 1.000.000 cái ha. Đây, Suki Noko này, Nata Noko này ha. Đó, hai vỏ đồ ok hết ha. Này, đó, để lâu ngày thì nó cũng đen đen này, chứ mà rang cát rất là bán nha anh em. Đó, rang nó còn rất là ngon nha. Đó, rang bự. Đó, Suki Nata Noko 300 ha, 300 mm. Đó, đây, dòng cưa của Suki Noko Japan vừa đồng luôn. Cái lưỡi nó không được đẹp, do đế bãi này nọ thì anh em thấy nó đốm đốm đen đen do vệ sinh ra thôi, tróc có xi thôi, chứ còn cái chắc thép của răng cưa này nó rất là ngon ha. Suki Noko. Rồi anh em nào thích cây cưa Suki Noko này ha, lưỡi dài 3 tấc 3 sen ha, 300 mm này. Đó, lưỡi dài 300 mm, rất là dài, vỏ hộp đồ còn khá là ngon ha. Thì con này C12 giúp em nha. C12 con cưa Suki này giá 250 ha. Đây, C12 250.000. Tiếp theo C13. C13 thì cũng có một cái lưỡi cưa thay thế, cũng cưa Suki luôn. Dòng này là Suki Ginga này. Đó, anh em mình đang dùng cái cán cưa Ginga thì mình chốt ha. Con lưỡi này thì nó còn rất là bán nha. Đó, con lưỡi này còn rất là bán luôn. Đó, Suki Ginga ha. Anh em mình đang dùng cái hàng của thằng Suki mà dòng Ginga này, lưỡi 2.7 nha. Đó, 2.7. Thấy không? Dạ, 27 cm. Thì mọi người cho giúp em C13. C13 con này giá 120 ha. À, 100.000. Đó, C13 chiếc lưỡi cưa Suki Ginga này 100.000 ha. Đó. Tiếp theo C14. C14 thì em có mấy cái dụng cụ làm vườn. Đầu tiên của mình là một chiếc sảng này. À, con này của Sabuten nha anh em. Đó, thấy không? Sabuten này, logo xương hồng này của Sabuten, nó rất là nổi tiếng. Đó, bằng thép ha, bằng thép. Thép nên là anh em thấy 500 hít này ha. Đó, 500 hít bằng thép. Đó. Rồi tổng chiều dài của chiếc sảng Sabuten này nó dài được là 28 cm. Phần bản của mình là được 7 cm ha. Đó, anh em thích chiếc sảng của hãng Sabuten này ha. Đây, logo thương hiệu hãng này, Sabuten, còn khá là đẹp. Mọi người cho giúp em C14. Rồi cây sản của hiệu Sabuten này giá 100.000. C14 100.000. C15. Cái này thì bằng thép luôn ha. Đây, gia đình ha. Đó. Đây ha, thép hết này. Đó. Đây, đó. Có sao có cái chui này để anh em treo lên ha, một chiếc sản thép không rỉ. Để anh em mình làm vườn rồi ha. À, dài được là 28 cm, ngang là 7 cm luôn. À, rồi anh em là thích chiếc sản thép không rỉ này, mọi người cho giúp em C15. Rồi C15 ha, 100.000. C16 mình có một cái dụng cụ làm vườn này, cái này giống như là chặt để viết như này, rất là bự ha, dài. Đây, logo một chữ rồi rõ ràng này anh em. Đây, tem nó hơi bị trài tí ha, Garden Star. Đây, Stylized Steel này nữa không, thép không rỉ còn rất là đẹp ha, con này khá là đẹp. Nó rất là dài ha. Thì cái này nó dài tổng thể là tới phần rang là tới 42 cm luôn á, rất là dài. Phần bản này của mình thì nó được là 6.5 cm này, còn cái lưỡi này là được là 20 cm. Đó, nên này thì nó có thêm những cái phần giống như là dao gì đó ha, anh em mình chặt cái đó mình chặt. Đó, rồi anh em thích cái dụng cụ này C16 giúp em ha. Về C16 giá 150.000 ha. C16 150.000. Tiếp theo C17.
C17 thì em có một cái sản nhỏ siêu tầm, con này nó bằng đồng nha, đó bằng đồng bằng vàng như này, nói chung là màu rất là đẹp anh em. 500 nó không có hết đây này, 500 nó không có hết nha, đó bằng đồng bằng vàng như này, đó này là chất bằng đồng á, này của hãng là Guam nè, anh em mình sưu tầm ha, chiếc sản nhỏ mini cũng rất là đẹp ha, đó này thì nó mini thôi, nó dài tầm khoảng là 18 sen, nó chưa được găng tay, nó anh em gần găng tay chưa được găng tay ha, 18 sen rồi, phần này mình đo được là 4 sen ha, đo được là 4 cm. Rồi anh em thích chiếc sản nhỏ này, mọi người cho giúp em mã số là C17 ha, cái này phù hợp anh em mình sưu tầm chơi bằng đồng ha, đó nó bằng đồng, nói chung là 500 nó không có hết ha, con này giá 108 ha, đây 108 ha, nhỏ nhỏ xinh xinh ha, anh em mình sưu tầm chơi C17 108. C18 thì em có mấy cái đầu cánh ốc này anh em. Đây, em còn 5 cái đầu cánh ốc 17 ha. Đó. 1 2 3 4 con, 5 con. 5 con này thì nói chung là đều đẹp hết. Anh em chốt thì em lấy cho mọi người một con đại thôi, chứ lại gì đầu nào cũng như đầu nào thôi, nó cũng mới tinh rồi ha. Nhưng gần như chưa có xài. Đó, chui của mình là chui 6.35 ha. Chui 6.35. Đó. Ha, để anh em mình gắn vào máy. Đây. À, có một con số con thì nó mắc cái tem nó bị trài trài rồi ha. Đó. 17 ly ha, này số 17 ly này, mở ốc bán ốc 17 ly. Rồi anh em nào thích cái loại này thì mọi người cho giúp em mã số là để em ghi cái mã số khác đây, C18. Đây hôm qua về được 8 con, số anh thì anh cũng đã lấy hết rồi. Đây C18 ha, giá 80.000 một con ha, C18. 80.000 một con. Tiếp theo C19 thì con này bự nha, con này bán ốc 22 ly của hàng top ha. Đây con này thì nó bán ốc 22 ly của con top này đó, này bán ốc 22 ly anh em, đầu lục giác còn rất là đẹp ha, không có loa gì hết, bán ốc 22 ly. Rồi cái này thì nó dài được là 11 sen, anh em nào thích cái con bán ốc 22 ly này thì C19 giúp em. Rồi C19 con này giá 100.000. C19 100 ha. Theo C20. C20 thì em có một cây mỏ lết lết tơ. Cái này thì đây, loại cắn màu cam. Đó chữ Nhật nè. Rất là dài ha, dài cui ha. Đó. C250 20 ngầm luôn, rất là đẹp. Đó ha. Cái non đến là có kit này, nó hoạt động trơn tru. Đây, 10 ngầm đây nha không? Rất là mới. Đó. Size 250 nha. Size con này nó dùng chuyên về điện này, 220 kV vậy anh em. Nói chung là một cây mỏ lết cho anh em làm điện của Luster ha. Đó, màu cam rất là đẹp. Con này thì size 250. Cái độ mở ngầm của mình nó mở được là 35 ly nha anh em. Nó mở được 36 ly luôn á. Nó tương đương một cây mỏ lết 300 mm ha, nó dài 35 thôi. Nhưng mà nó cái ngầm nó mở tới là 36 ly nha. Đó, ngầm nó mở tới 36 ly. Và anh em thích cái con mỏ lết này ha, còn khá là đẹp luôn. À, mọi người cho giúp em C20 ha. Cái này thì chuyên là cho anh em làm điện này. Đó. Chuyên cho em làm điện luôn, không nó tơi vô tôm hùm. Rồi con này giá 280 giúp em nha. C20. C20 giá 280. C21 thì một cây mỏ lết nhỏ. Nhỏ xíu luôn, lết tơ anh em sưu tầm. Đó. 100 mm ha. Thép CRMO, sao zit. Đó anh em thấy không? Mỗi ngàm nó còn khá là ngon lành hết anh em. Anh em mình sưu tầm mình tre móc khóa rồi ha. Đó. Đây, bên trong thì nó có tróc xi nhẹ cho người ta chắc xài rồi, nhưng mà còn 10 ngàm nó còn kích nha. Đó. Ha. Này anh em mình tre móc khóa là ok nha. Tre móc khóa là ok. Rồi con này C21 ha, C21 anh em là thích cây mỏ lết doctor này, mọi người chơi giúp em C21 giá 80.000. Đây. C21 80. C22 một cây mỏ lết size 20. Đó, của MCC ha, cái này thì nó còn mới tinh nè. Chưa xài luôn, dấu rít nội địa Nhật này. Nó Japan này ha, đó, mới toang luôn ha. Cho anh em sưu tầm thì con này nó mở ốc 25 ha, 25 mm trở lại. Đó. Hoạt động nó trơn tru. Đó, ren ngầm bên trong luôn, tráng trẻo đẹp ha.
À, rồi, anh em nào thích cái con size 200 này mọi người cho giúp em mã số là C22 ha. C22 130. C23 thì con này nó dài 20 cm nhưng mà cái ngàm của mình nó mở tới ốc 30 này ha, của top. Này, mở ốc từ 8 ly cho tới 30 ly thì dài thì 20 cm thôi một găng tay. Dòng này thì dòng lết thiết kế tinh gọn nhẹ ha. Đây, miệng mồm nó còn khá đẹp ha anh em. Đó, bị loe lét gì nhiều ha. Đó, người ta xài lướt thôi. Đó, bên trong nó anh em ha, còn khá là đẹp. Rồi anh em thích cái con HE30 của Top Japan này, mọi người cho giúp em mã số là C23 ha. Đây, C23 của mẫu lết top này giá 180. C23 ha, 180.000. C24. C24 thì một cây của Top size 250. Đó, anh em mình đang cần cái size 250 thì mình chốt hai dài hơn găng tay em ha. Size 250 thì độ mở ngầm mở ốc 30 trở lại ha. Đó, top mở ngầm nó còn đẹp nè. Đó, đẹp không? Top mở ngầm nó còn khá là đẹp. Này, của Top ha, trơn tru. Rồi, anh em nào thích cái cây của Top này, mọi người mình chốt giúp em C24 ha. C24 con này giá 180.000 ha. C24 180. C25 con này của Sanki mới toàn luôn. Đó, đây Sanki ha. Sanki thì một cái thương hiệu cũng khá nổi tiếng nha anh em. Đây, để đo cái độ mở ngàm đây. Bên trong nó còn trắng non đấy nè. Đó. Còn khá là mới ha. Anh em sưu tầm cũng được của hãng Sanki. Japan ha. Giao dịch nội địa này. Những con này nó còn khá là mới ha, vừa xài vừa sưu tầm cũng được. Rồi con này mã số của mình là C25 180 luôn ha. Size 250, C25. C25 ha, 180. C6 cũng vậy anh em, cây sân kênh nữa. Đó, size 250 luôn ha. Giao dịch nội địa Nhật Japan. Này còn khá là đẹp. Rồi con này thì C26 nha, size 250 thì mở ngầm được 30 ly luôn. Đó. C26 180. C26 180 ha. C27 một cái cuộn thước dây 5,5 m, còn rất là đẹp ha, loại hình hộp vuông của thằng KDS này. Đó, sợi dây này còn khá là mới nha anh em. Này anh em ha, 5,5 m này, sợi dây mới toang luôn. Made in Japan này, đó, mặt trước mặt sau nói chung là cụ này còn khá là mới. Và anh em muốn dừng lại thì mình sẽ bấm ha, stop này, đó, đứng lại. Con này thì nó còn mới nha, cụ này còn khá là mới. Và 5,5 m nữa, dòng hình hộp chữ nhật này của KDS giá đánh mới nó khá là cao nha. Rồi anh em thích cái cụ thước 5,5 m này ha, còn đẹp. C27 ha. Rồi C27 cụ 5,5 m này giá 140. Rồi C28 là một cụ thước 5,5 m nữa. À, con này thì nó có cái máy tính này, anh em mình về một cái này thì em bỏ pin vô thử rồi nó không có lên nha, thì về anh em mình có thể mình xem lại cái mạch. À, đây chung nút bấm rồi còn ok hết á, nhưng mà nó bỏ pin vô thì nó không có lên nha. Đó thì cái này em bán sát cho anh em mình về mình xài, chứ cái này mua mới khá là cao ha. Hàng này của thằng KDS này ha, 5m có cái phần máy tính đó ha. Rồi nếu mà anh không dùng máy tính thì anh em mình sử dụng cái thước bình thường thôi. Đây thước 5m ha, nó giao dịch nội địa Nhật này. Đó, anh em thấy không? Sự thước độ khá là mới luôn. Đó, 5m ha. Đó, 5m. Đó, thả thu về này. Còn nếu mình muốn giữ thì mình nhấn này xuống sẽ giữ lại ha. Đó. Bấm lên cái nữa thì nó sẽ thu về. Ừ. Cũng như là anh em mình mua một cái thước 5m nó cũng đã tầm khoảng 120-130 rồi. 150. Tùy vào con nó mới, con này nó có thêm cái máy tính nữa. Anh em mình về hên xui mình về mình có thể mình sửa mạch để mình xài ha. Rồi con này em thanh lý giá 180. Đó, anh em mình về mình có thể mình kiểm tra lại mạch đồ này nọ, chứ em bỏ pin vào em thử bỏ pin này thì nó không có lên ha, không có lên. Ừ. Vừa đo thước và vừa có máy tính luôn ha. C28 thanh lý giá 180 này lỗ luôn anh em, chung là mua ở bãi thì hên xui, mà hàng điện tử thì chung liên quan tới điện tử này nọ thì chủ bãi nó bán cao, cuối cùng về nó chết thì chấp nhận thôi. Một em một thua ha, một cái này thì em thua rồi. Đó, C28 nha, 180 ha. Tiếp theo C29. C29 em có một cái con dao ghép gì nè. Đó,
là thì chắc là làm thủ công này, cái này nó bằng đồng nha anh em. Đó, cục này bằng đồng. Đó, hết ha. Này còn này bằng thép. Còn cục này bằng đồng. Đó, này. Ha. Ở hình thức của nó là như thế này nha anh em. Con dao ghép. Đó, con này thì nó dài được là 18 sen nha, 18 sen. Con này được 2 sen. Bán tầm 3 2 3 ly gì đó. Rồi con dao ghép này C29 nha. C29 giá 100 nghìn. Đó. Cân gỗ. Này thì chắc dạng làm thủ công thôi. C29 giá 100 nghìn ha. Rồi tiếp theo C30. C30 thì em có một cây cưa. Đây, một cây cưa Somat, nó cái khung này thì nó còn đẹp này, màu xanh, màu sơn nó còn rất là đẹp ha, da ben này. Phần này thì nó bị tróc xi, em đánh ra thì nó hơi sẫm sẫm màu đen tí. Đó. Nhưng mà sùng rất là ngon ha, đó anh em thấy ngoại hình còn khá là ok. Đây, có một cái lưỡi dây kìm bên trong đây ha. Thì cái này nếu mà anh em mình dùng lưỡi 30 thì mình kéo tới tay là chỗ này ha, mở ốc này ra. Mình kéo tới này thì mình sẽ sử dụng cho lưỡi 30. Đó, rồi một cây cưa Somat ha, khung cưa cũng còn khá là đẹp này, nó màu xanh lè này ha. Là thì em đánh cho nó màu sẫm sẫm. Đó, anh em thích cây cưa Somat này mọi người cho giúp em là C30 ha. C30 con này giá 190 nghìn. Đó, C30 190 nghìn. Rồi C31 là một cây cho anh em mình sưu tầm. Cây này cũng còn mới nha. Đó, và đi kèm với một lưỡi nữa, một lưỡi mới nữa ha, hai lưỡi mới toang này. Đó, khung cưa này anh em xem này. Đó. Hai còn rất là mới nha, xanh lè xanh lét luôn này. Đó, anh em không? Xanh lè luôn. Đây cái phần nước xe này, đó trắng non trắng nà hết ra. Trong là cái này là con mới, anh em mình thích hàng đẹp thì giá nó cao hơn tí ha. À, rồi à, cái này với lại một cùng một lưỡi nữa nha, cùng với một cái lưỡi xay cua cho anh em mình đi cùng nữa, đi kèm nữa ha. Thì cái bộ này giá 250. À, một cây cưa mới với lại một cái lưỡi thêm nữa. Đó, bộ này giá 250.000 giúp em nha. C31. À, còn mới ha, 250. C32. C32 thì em có một cây cần chữ T rất là dài luôn, và kèm với đó là cái đầu này là lét léo luôn nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, cái này rất là thuận tiện luôn. Anh em thấy không? Vừa lét léo vừa cần T luôn. Thì cái này là đầu 3/8 nha anh em. Đường kính là 9.5 này. Quảng KTC. Đó, 9.5 KTC ha. Đây, cánh tọa đòn rất là dài luôn. Anh em mình sử dụng rất là lực luôn nha anh em. Đó, đây nó dài được tổng thể là tới là 70 cm nha. Đó. Dài tổng thể là 70 sen. Đó. Chung là nó có vài cái vết tróc xi em đánh ra thôi chứ không có vấn đề hết ha. Đầu của mình đây, dùng gán khẩu 3/8 vào mình xài ha, mình siết. Đó, rồi anh em nào thích cái cây T dài này ha, mọi người mình chốt giúp em mã số là C32. Cái này lâu lâu mới có nha anh em chứ không phải có ngoài. Con này giá 250. Đó, 250.000 nha, dài 70 sen. C32 ha, 250. Tiếp theo C33. C33 thì em có một cây cắt ống nha anh em. MCC hơi cũ thôi nhưng mà xài cũng ok ha. Đây, MCC con này nó cắt ống phim 7 đó lại. Đó. Đây. Chui. Đó, lưỡi thì em có đánh nó hơi đen đen này nhưng mà không có mẻ gì nha. Đó. Cây cắt ống của MCC. Đó. Phi 27 ha. Rồi. À, con này C33. C33 ha, 150.000. C33 ha, 150.000. C34, cái này nó cắt nẹp. Cắt nẹp nhựa anh em, cắt nẹp nhựa mà đi tường rồi đó ha. Đây tại vì cái thiết kế cái này anh em mình có thể cắt ống cũng được. Đó. Đây. Con này thì cái lưỡi nó cũng đẹp hơn ha. Đó, tráng, sơn màu cam, MCC ha. Đó, cắt nẹp nhựa. Rồi anh em thích cây cái cắt nẹp của MCC này thì mã số của mình là C34. Con này 160 ha. Đây. MCC Japan C34 86 C35 C35 thì có cái bộ linh tinh này ha. Đó.
một cây vít lục giác ha, của Viha Đức ha. Này là đầu lục giác B3, một cây dũa cưa Made in Japan, chơi xài nhưng mà cũng để lâu ngày thì nó cũng lên cái phần đen đen ha. Và một cây dũa tròn, một cây dũa tròn ha. Rồi ba món này giá 100.000 ha. C35 100.000 ba món ha. Theo C36, C36 thì có một cây bộ vít lục giác này nọ này cho nên mình sẽ xe đạp luôn ngon lành ha. Đây. Của hãng Giza này ha, hàng 7. Đây, con này thép rất cứng nha, thép SNCM này. Đó, cặn V này nó xếp rất là cứng luôn. Thì ba cái đầu lục giác bên này là 456. Một cây cây để anh em mình này. Đây. Đầu nữa ha. Đó. Rồi bên này thì nó sẽ có là những cây lục giác nhỏ. 1.5 2 3 4 ha. 5 6. Bên này có hai cái đầu hoa thị nữa nè. Đó, còn đầu đầu còn mới hết ha. Thì anh em mình thích cái bộ này. Đó. Mọi người chốt giúp em mã số là C36 ha. Đó. Bộ này giá 180 ha. C36 180.000. C37. Một cây kìm mỏ quả mới tinh luôn. Đây, của hãng Hit nha, hãng Hit Made in Japan. Đó. Mới tinh luôn nha anh em. Đây, vỏ màu xanh. Mới càng luôn chưa xài. Cái này thì nói chung là chưa xài nên mình sưu tầm cũng được. Dài 25 sen. Và độ mở ngầm của mình thì nó mở được là 40 tới 50 ly ha. C37. C37 ha, 170.000 ha. Đây, C37. 170 ha. C38 thì cái này cũng vậy, của hãng Hit. Con này thì thép alloy steel này, hãng Hit này. Thép alloy steel ha. Vỏ màu vàng. Đây, con này tình trạng cũng vậy nhưng em chưa xài. Đó. Rang năm nắc luôn. Rồi cái này giá 160 ha. C38. 160.000. Cây kìm mỏ quả ha, mở ống nước. Mở vò nước được ha, C38 160. C39. Một con dao cắt kính mới tinh chưa xài. Đó, đây. Này thì nó lưỡi đính hợp kim nè. Hàng nội địa Nhật nha, Made in Japan. Thấy ha. Dao rọc kính ha. Này có thông số này. Đó. Hàng chưa xài. Rồi anh em thích cái con dao cái kính này chưa xài ha, giá 120. C39 ha. C39. Còn dao cái kính này giá 120.000. C30. Một cây khóa của Aigo. Này thì nó đi theo một cặp này anh em, hai chiếc ha. Này Aigo thép CRM nha, Japan này. Số của mình là 10 12 và 12 14. Đó, đầu đồ còn mới toang hết ha. Đó, ha. Đầu đồ còn mới tinh hết. Hai chiếc nha anh em, của hãng Aigo này, giao dịch nội địa Nhật. Rồi hai cái khóa Aigo này mã số là C40. C40 giá 180 ha, hai chiếc. C40 180.000. C41 một cây khóa 10-12 của Tunman giao dịch nội địa Nhật, cũng còn mới toang luôn ha. Đó, Japan. Đó. Cái này thì 10-12 ha. Mã số của mình là C41 ha. C41 giá 80.000. C41 80.000. C42 một cây khóa 19 ly của Tone ha. Đây 19 mm Tone, một đầu miệng ha, cũng rất là đẹp. Một đầu vòng. Đó, hãng Tone Japan nha. Đó. Dòng này là dòng MS. Đó. Rồi anh em thích cây khóa 19 của Tone này. Mã số của mình là C42. Rồi C42 ha, cây này giá 100.000. C43 một cây khóa 17 ly của thương hiệu Stride này ha. Này thì cũng có thể là hàng Đài Loan nó xuất Nhật anh em. Cái này thì ở 7, chung còn khá là đẹp. Và nó thiết kế kiểu bánh cóc này. Rạc 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 này, đảo chiều này anh em. Đó, thiết kế đảo chiều nữa nè. Rất là ngon ha. Rồi anh em thích cây khóa 17 ly này ha, có vàng đảo chiều này. Đó.
rang cỏ đồ còn ngon lành. Con này mã số của mình là C43 ha. Cái này thì chắc là Đài Loan nó xuất Nhật nhưng mà xài cũng khá là ngon ha, khá là êm. C43 ha, giá 100. C44 là một cây khóa của Mỹ Snap-on cho nên mình thích hàng hiệu ha, hàng hệ. Đây 13 ly của thương hiệu Snap-on nha. Đây mới ốc 13 ly ha. Đó, trong một tróc xì thôi chứ còn xài rất là ngon nha. Hàng của Mỹ em biết rồi, USA này của Snap-on. Rồi anh em thích cây khóa của Snap-on này, mọi người cho giúp em C44. Con này giá 150.000 nha, của Snap-on của Mỹ. C44 ha, 150. C45. Em có một đống kìm này. Đầu tiên của mình là một cái kìm nhọn có top. Đó, hoặc nó hơi rủ nhẹ tí thôi nhưng mà cũng rất là ngon nha. Đó, xài rất là sướng luôn á, thằng của top thì rất là yên tâm ha. Đó, có lò xo trợ lực. Lưỡi cái rất là bán nha. Đó, lưỡi cái còn rất là bán luôn. Rồi, anh em thích cái kìm nhọn của top này C45 ha. Rồi C45 giá 80.000. C45 ha. C46. Một cái kìm nhọn của thằng Fuji da. Con này thì mặt kìm nó còn đẹp này. Vỏ luôn còn đẹp luôn ha. Hãng Fuji da. Rang kìm nó còn ngon lành hết nha mọi người. Cái rất là ngọt ha, rất là bán luôn. Rồi, con Fuji da này thì không có lò xo nha. Đó, cái dòng này thì dòng thường không có lò xo. C46 ha. C46 cái kìm nhọn này giá 80.000. C47. Cây kìm nhọn của thương hiệu Thribis. Đó, cái kìm nhọn của thương hiệu Thribis ha. Vậy luôn. Đó, vỏ đồ còn khá là ok ha. Đây. Rang kìm. Đó, ngon lành. Cái ok hết nha anh em. Đó. Rồi cây của thương hiệu Thribis này thì mã của mình là C47 ha. C47 80.000. Tiếp theo C48. Cây kìm nhọn, cái này thì tráng ha, của Victor. Thép tráng. Đây. Thép tráng ha, nó xi tráng ngoài á, 500 hít bình thường. Đó. Đây nó thiết kế cái kiểu như thế này nha, không có rang nha anh em. Đó, cái kìm nhọn như thế này ha. Vỏ nó còn đẹp. Đó. Cái này nó cũng dài là 16 sang nha anh em. Đó. Nhưng cái này thì nói chung là nó đều dài là 16, 15 16 sang nè. Rồi cái này thì nó xi tráng còn khá là đẹp ha, C48. C48 ha, 100.000. Tiếp theo C49. Một cái kìm cắt của KTC nha anh em. Đó. Một cái kìm cắt của KTC đó, lưỡi nó còn khá là ok nha. Đó, thấy không? Có một lỗ tròn thì tốt luôn, vỏ thì nó hơi bị cắn tí thôi. Không vấn đề gì ha. Đó, hàng của KTC thì nói chung là rất là chất lượng ha. Đây, anh em thấy các lỗ đồng này, đó. Lưỡi còn rất là bán ha. Dài 16 sang luôn ha. Rồi anh em thích cái kìm cắt của KTC này C49 ha. Dài 16 sang. Giá 100.000. C49 100. C50, cây kìm điện của Fuji da, đó mạch kìm nó còn mới nha, nhưng mà để lâu ngày quá chỗ này nó bị rỗ này anh em ha. Nhưng mà anh em thấy vỏ kìm nó còn mới toan à. Đó, Fuji da ha. Này, mạch kìm lần trước còn rất là đẹp, nhưng mà chỗ này nó bị rỗ nha, đó. Không ảnh hưởng gì nha anh em. Nó rang cỏ nó còn mới này. Đó, rang cỏ nó mới toan, mới ao ha. Đó. Đây. Cái rất là ok nha anh em, đó. Ha. Đó. Và cái này thì size bự nha. Cái này thì size bự. Nó dài nó đến là 21.5 lần nha. Đó. Cái này thì nói chung là nhìn trước thì nó rất là mới nha, nhưng mà bên này nó bị rỗ tí ha. Sử dụng còn khá là ngon. Rang kìm kẹp đồ còn khá là ok nha mọi người. C50. C50 cái kìm Fuji da bự này giá 160 ha. C51 thì một con siêu tầm này. Đời rất là cổ rồi, của hàng Victor này, dòng Hanayono này và size cực bự nha. Đó, nó dài tới 25 sen anh em. Đây, 25 26 sen luôn ha. Đó. Của Victor cho anh em sưu tầm, nó rang kìm này. Đó, ta có xài rồi. Đó. Này anh em mình là phù hợp mình sưu tầm. Đó. Ha, cái rất là ngọt ha, anh em ha.
dây điện nó dính rồi này nọ là cát bình thường hết, vấn đề gì ha, rất là ngọt. Dạ 25 sen ha. Rồi anh em thích cái kìm của thằng Victor này ha, đời cổ Hanza Nozno gì này ha, C25, C51 chứ, đây C51 giá 250 ha, đây, một cái kìm bự ha, C51 250.000, C52 C52 thì một cây kìm kìm cắt của thương hiệu Trimat ha. Đó, thương hiệu Trimat, làm sao? Mẹ kìm nó ngò nhưng mà nó kiểu mà thép nó hơi đen đen sao. Đó, đây. Cái này cắt rất là chắc ha. Đây. Đó. Rất ngọt nha em. Anh nghe tiếng ha, rất là đã ha. Đó, rất là đã luôn. Đây. Đó, vàng nằm 2 luôn ha. Rồi cái này nó dài 16 sen luôn ha, của thương hiệu Trimat. Đó, cái này mã số là C52 ha, cát rất bao ngọt luôn ha, cát rất là ngọt. Cái này em để giá 100.000. C52 100. C53. C53 thì em có một cái thước lá ba tấc, cái này còn đẹp này. Đó. Made in Japan này. Đó ha, văn số chữ thước rồi nó không cũng không bị trầy xước gì nhiều nha anh em. Tại vì nó có cái vỏ bọc. Đó, ba tấc ha, hàng nội địa Nhật. Bên này thì nó có thông số tha khảo hiệu in của Hermes rồi này. Ha, hệ số phần đó ha. Đó. Rồi anh em thích cái thước lá ba tấc này ha, mọi người chú giúp em C53. C53 ha, cái thước lá ba tấc này giá 100.000. C54, một cái vít BH3 rất là đẹp ha, dòng Migadora này của thương hiệu Vercel. Vít đóng ha, dòng là dòng vít đóng á, impact á. Là chỗ này nó có cái phần đây này, mình dùng cỡ lê để mình kẹp và mình mở khi những ốc cứng này. Đó, đầu BH3 nha, đầu rất là đẹp. Rồi cái vít BH3 này nó dài tổng thể là 28 cm. Anh em thích cái vít BH3 này là C54 ha. Đây, C54 giá 130 ha. C54 130. C55. C55 thì một cây kéo tỉa của ARS ha. Đây, lưỡi đồ còn khá là ok nha anh em. Đó. Của ARS. Đó. Lò xo vỏ đồ còn khá là ok. Đó. Của ARS ha. Cái tỉa của ARS này thì nó dài được là 18 cm ha. Dài được là 18 cm. C55 ha. Rồi C55 ha, con này giá 130. C55. C56. Một cây mũi khoét nha anh em, một cái mũi khoét của Nhật còn mới này. Đó, dòng này thì nó khoét cạn trong có sao ha, đó, của. Đây, mình đo được tầm khoảng là 10 anh em khoét 15 16 ly là ok, trong khoét nó nhỏ ha. Nó rất là nhiều vòng nha anh em, 1 2 3 4 5 6 vòng, 7 vòng ha. Thì anh em mình dùng vòng nào thì mình mở cái ốc ra nè, mình tháo ra mình gắn một cái kia thôi, mình lấy những cái kia ra để mình khoét ha. Đó, tới 7 vòng khoét của Nhật nha anh em. Nên là mình thép spring như này ha. Đó, Japan. Đây là cái thông số anh em mình xem vòng quay đầu này nọ nè, để mình quay cho đúng mình khoan cho nó bền ha, mình khoét cho nó bền. Này là khoét gỗ, khoét thạch cao rồi ha. À, rồi anh em thích cái mũi khoét này. Cái phi lớn nhất của mình là em nhớ là như là 63 này. Đó, 63 ha. Lớn nhất, cái vòng lớn nhất của mình là 63. À, con này mã số của mình là C56. Đó, rất là nhiều vòng nha anh em. Đó, khoét được rất là nhiều vòng. Đây, C56 ha. Rồi cái mũi khoét này giá 150 ha. C56 150.000. C57, một cái kìm tuốt dây điện, hệ số A của Vercel ha. Đây. Hệ số A của Vercel này. Đó, thì cái này nó tuốt được dây 2 ly trở lại ha. Tuốt cái điện nhà đó ha. Sử dụng còn rất là êm ha. Rồi anh em là thích cái kìm tuốt dây điện của Vercel này. À, C57 ha.
Rồi C57 con này giá 180. C57 180. C58 thì em có một cái búa tạ này, cái búa này rất là mới ha. Đó, của thương hiệu UH này anh em. Đó anh em xem đầu búa này, đó anh em sưu tầm cũng được. Đó ha, đầu búa nó còn rất là đẹp. Đó. Đây. Lăng o ha, đầu búa nặng 1,1 kg nha anh em, tính luôn phần cán thì con này nặng 1,3 kg. Đó ha. Đầu búa nó còn rất là đẹp. Đó, thương hiệu UH này. 1,1 kg ha, cán gỗ. Trên này nó có để là UH Trimax đây này. Ha. Nặng 1,3 kg nha, cái búa tạ. Đây đầu đóng của mình là tầm khoảng là 4 cm. Anh em thích cây búa tạ nặng 1,3 kg này, mọi người chốt giúp em mã số là C38 ha. C38 con này giá 220. C38. C558 chứ. C58 giá 220. C59 là một cái búa bi này, cái búa này đầu búa còn rất đẹp luôn, của UH luôn ha. Thì cái búa bi này là cái búa bi số 2 nha anh em, nó nặng 1 kg. Nó nặng 1,1 kg nha. Đó, nó nặng 1,1 kg. Cái búa bự nha, của búa bi bự ha. Đó, đầu búa rồi anh em thấy không? Rất là đẹp. Đầu bi nè. Đầu búa này, ha, nó o ha. Đó. Đây cán thì cái này là chỗ cũ của mình, nó xẻ mấy đường để mình cầm nó không bị trơn. Đó. Trong búa bự nên là cán nó dài nha anh em. Đó, nặng tới 1,1 kg, là riêng đầu búa chắc nặng 1 kg rồi. Dài 40 cm ha. Đó, 40 cm đường kính là đóng búa này của mình là được 36 ly. Rồi anh em thích cái búa bi số 2 này ha. Búa bi bự. Mọi người mình chốt giúp em mã số là C59. Rồi con này giá 230 nha, C59 230. Tiếp theo C60. C60 thì em có một cây mỏ lết răng của thương hiệu Hăng Hít ha. Con này nó còn khá là đẹp ha, đầu ngàm nó nên thế này. Đó. Còn khá là ngon nha. Đó. Đây, bữa ra vệ sinh nè. Đây. Những chi tiết nó niềm tham, bữa ra vệ sinh rất là đẹp. Em vặn lại ha. Rồi, con này thì cái độ mở ngàm của mình á nó mở được là tầm khoảng là 3 cm ha, 30 mm, dài một găng tay này. Rồi anh em thích cái sưu tầm những cái dòng mỏ lết răng nhỏ nhỏ này. Mọi người chú giúp em. Đó. Đây. Xoay vô rồi rất là nhẹ nhàng ha. Đó. Rồi con này mã số là C60 nha. Rồi C60 cái mỏ lết răng này giá 150.000 ha. C60 150.000. C61 một cây mỏ lết bự. Đó. Con này thì có hăng lớp tơ dù tôm hùm nhớ nặng 2 kg lận. Đó. Ngàm của mình là ngàm bộ size 450 lận nha. Đó, ngàm đồng đỏ ao nè. Đó, còn khá là mới cái này thì chỗ cũ mình nó sơn lớp sơn màu vàng lên để nó phân biệt cái đồ ha, không có lạc. Tại vì trong nhà máy đồ này nọ thì nhiều đồ của nhiều người. Rồi con này thì cái ngàm mình nó mở được là 8 cm nha. Ngàm nó mở được là 8 cm. Khá là nặng nha anh em, nặng 2 kg, rất là nặng ha. Size 450 này. Hơn 2 găng tay ha. Rồi con này C61 ha. C61 380. Tiếp theo C62. Bây giờ em có một đống lô chuột này. Này là đủ bộ luôn á. Chung là thiếu một cây 10 ly nữa thôi là anh em mình xài là ngon lành luôn. Đầu tiên em sẽ vào cây nhỏ nhất. Cây nhỏ nhất của mình là cây 12-14. 12-14 ngoài của top ha. Đó. 12-14 của top. Đảo chiều và qua. Đó. Rồi cây 12-14 của top này thì C62 nha. C62. Rồi 160 ha. C62 160.000. C63 là một cây 13-17, nãy là 12-14 ha, cây này là 13-17 này, của top Japan luôn. Đó, top Japan 13-17. Đó. Rất là ngon ha. Đó. Rồi anh em thích cây 13-17 này của top ha, thì con này mã số là C63. C63 cây 13-17 này thì giá 170.000 ha. Đây. C63 số 13-17 ha. 170.000. Rồi, tiếp theo là một con 17-19. Đó, 17-19 thì con này nó có bị tróc xi nhẹ này. Bị tróc xi thôi. Đó.
chứ còn khá là ok ha. Đó đây, rạc 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 ha. Đó, 17 19 ha, bị tróc xe thôi nha anh em, nó super tun Japan ha. Rồi anh em là thích con 17 19 này, mọi người cho giúp em mã số là C64. C64 ha, con này giá 160.000 ha. C64 160.000. C65 thì một con 17 19 khác, cái này nó đẹp hơn này ha. Con này thì anh em sưu tầm được, nó không có bị tróc xe hết, đầu rồi còn khá là đẹp ha. Đó, đúng không? Còn khá là mới, anh em sưu tầm ha, không tróc xe. Đó, 17 19 ha, Machine Japan. Rất là cứng cáp nha anh em. Đó. Rồi, con này mã số của mình là C65. C65 ha, con Super này giá 180. Rồi C66 thì một con 1921. Đó, Made in Japan luôn, con này là dặn đuôi chuột dài. Con này thì nó còn mới tinh luôn ha. Đó, thấy không? Con này còn mới tinh luôn. Đó, 19 này, 21 này. Made in Japan này ha, Super. Đó chiều. Đó, con 19 21 này thì nó còn mới tinh ha. Và đuôi của chuột của mình cũng dài nữa, nó dài nhất trong những con này ha, nó dài tầm khoảng là 30 cm. Rồi C66 ha. C66, con này giá 180.000. Rồi thêm thắng xin kết thúc clip tại đây ha, và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.